Một trong những nguyên nhân chủ yếu dễ làm nản lòng các nhà đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam là chi phí đầu tư cao nhưng giá mua điện mà chính phủ đề ra thấp khiến lĩnh vực này kém hấp dẫn. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương tại hội thảo Việt Nam Hoa Kỳ về năng lượng sạch được tổ chức sáng nay 14 tháng 5, rất có thể ngay trong năm nay, mức giá mua điện gió và điện mặt trời mới sẽ được công bố. Ông Phạm Trọng Thực, Vụ trưởng Vụ Năng lượng Tái tạo, Tổng cục Năng lượng thuộc Bộ Công Thương cho biết, chính phủ đã giao bộ này nghiên cứu điều chỉnh giá mua điện gió và đề ra giá mua điện mặt trời dự kiến sẽ được chốt trong năm nay. Giá mua điện mặt trời sẽ có hai mức khác nhau, một mức dành cho điện mặt trời mái nhà và một mức dành cho điện mặt trời trang trại công suất tối đa là 100 MW. Riêng giá mua điện sinh khối cũng đang được tính toán lại trong một thông tư mới đang do Bộ Công Thương soạn thảo. Hiện nay giá mua điện gió tại Việt Nam là 1.614 đồng một kWh, tương đương 7,8 sen một kWh, và điện sinh khối là 1.220 đồng một kWh, tương đương 5,8 sen một kWh. Riêng điện mặt trời vẫn chưa xác định giá mua cụ thể. Theo ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giải được bài toán giá mua điện hợp lý thì đầu tư vào năng lượng tái tạo sẽ phát triển hơn. Chúng ta phải có một cái lộ trình để mà hợp lý, để mà có cái giá điện nó có cái tác dụng cuốn hút, tức là thu hút cái đầu tư của các cái nhà đầu tư tư nhân vào trong cái lĩnh vực về năng lượng, phát triển cái năng lượng sạch, năng lượng mới, năng lượng tái tạo này. Bởi vì là ai cũng biết rằng là cái giá để mà sản xuất ra một cái kilowatt giờ điện năng lượng, cái năng lượng mà sạch và tái tạo đấy, thì nó cao hơn là dựa vào cái năng lượng dựa trên hóa thạch. Chi phí đầu tư điện gió ở Việt Nam vẫn còn cao và chúng tôi muốn thấy là nó được cải thiện. Cần phải gia tăng nguồn tài chính thích hợp để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư quốc tế cùng tham gia vào các dự án. Hiện tại, mức độ phát triển điện gió, điện mặt trời và điện sinh khối đều rất thấp so với tiềm năng được khảo sát.